Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bài tập số 17. Hãy tìm đoạn chứa các giá trị trong cái mạng một chiều các số thực. Yêu cầu của bài toán này tức là gì? Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể dễ hiểu được cái yêu cầu của bài toán này. Tức là ở đây mình sẽ đưa ra một cái mạng một chiều gồm có 3 phần tử là 1.2, 4 và âm 5. Đấy. Thì mình sẽ từ đó mình sẽ lấy được cái tìm ra được cái đoạn chứa cái giá trị của cái mạng một chiều này, đó là cái đoạn từ âm 5 đến 4. Thế vì sao mình làm được như vậy? Đấy. Và để làm được điều đó thì mình sẽ đưa ra một cái thuật toán như sau. Đấy. Thì đầu tiên mình cần phải tìm được cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái mạng một chiều đó. Đấy. Và sau đó mình sẽ lấy hai cái giá trị nhỏ nhất và lớn nhất đấy. Mình sẽ làm hai đầu của cái đoạn cần tìm ấy. Đấy. Tức là giá trị min thì mình sẽ cho nó là cái đoạn đầu ấy. Còn cái giá trị max thì mình sẽ cho nó là cái đầu cuối. Thấy không? Đầu cuối của cái đoạn cần tìm. Đấy. Và cái đoạn đó thì đương nhiên nó sẽ chứa những cái phần tử của cái mạng này, đúng không ạ? Như các bạn đã thấy ở đây, ví dụ ở đây thì cái đoạn âm 5 này là cái giá trị nhỏ nhất của cái mạng này, đúng không ạ? Đấy. Và 4 là giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Đấy. Thì nó là hai cái đầu và đầu cuối của cái đoạn cần tìm. Đấy, thì đó là cái thuật toán của cái bài toán này. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đi vào giải chi tiết. Ở đây thì để giải bài tập này thì chúng ta cũng cần phải khai báo một số cái thư viện cũng như là những cái hàm nhập mạng hay xuất mạng, đúng không ạ? Đây là một số cái thư viện mà chúng ta cần phải dùng, đó là stdio.h này, conio.h, mat.h này và max này. Ta định nghĩa một cái max có độ lớn là 100. Rồi sau đó sẽ đến cái phần nhập mạng, hàm nhập mạng. Thì nhập mạng và xuất mạng đây. Và nó đã rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Trong cái phần mạng này thì nó quá quen thuộc và nó trở nên là một cái nhu cầu, một cái yêu cầu tối thiểu khi chúng ta làm việc với mạng, đúng không ạ? Với cái hàm nhập mạng này thì nó cũng rất đơn giản. Ở đây mình sử dụng một cái câu lệnh goto. Đấy. Tác dụng của nó là gì? Nó sẽ quay về cái bước nhập cái số phần tử này khi mà cái số phần tử mà mình đã nhập ấy nó không thỏa mãn điều kiện, thì nó sẽ quay về bắt chúng ta quay về cái bước A này. Đấy, cái bước A này. Nó sẽ quay về cái bước A này và nó sẽ bắt chúng ta phải nhập lại cái số phần tử cho đến khi nào cái số phần tử đó nó thỏa mãn yêu cầu của bài toán thì nó mới cho phép thực hiện những cái câu lệnh tiếp theo. Đấy. Rồi về để nhập trực tiếp, để nhập lần lượt các cái giá trị cho những cái phần tử mạng thì chúng ta sử dụng một cái bằng lập for, sau đó là câu lệnh print và scan. Đấy, để nhập. Rồi, tiếp theo là đến cái hàm xuất mạng, nhập rồi đúng không ạ? Nhập xong phải xuất ra đúng không ạ? Xuất ra xem nó có đúng không ạ? Rồi, ok. Đến cái phần xuất mạng này thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng sử dụng cái bằng lập for để nó hiển thị, và sau đó là câu lệnh print để hiển thị những cái giá trị mà chúng ta vừa nhập ở cái phần nhập vòi nhập mạng ở đây. Đấy, nó sẽ hiển thị kết quả ra. Các bạn lưu ý là chúng ta cần phải viết đúng cái kiểu dữ liệu cho nó nha, là kiểu float, là kiểu số thực. Rồi bây giờ sẽ đến cái hàm vì yêu cầu bài đây là tìm đoạn, đúng không ạ? Đấy. Nên là mình sẽ viết một cái hàm void và đặt tên cho nó là tìm đoạn. Đây sẽ là plot, mình phải định nghĩa lại cái mạng A và in N. Và trong cái hàm void tìm mạng là tìm đoạn này thì chúng ta cần làm gì? Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo hai cái biến min max và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó luôn. Đấy. Ở đây mình khai báo biến min
nó sẽ bằng A0, tức là nó sẽ mình khởi tạo cho nó giá trị ban đầu là A0, tức là phần tử đầu tiên của cái mạng A này. Đấy. Và tương tự như thế với cái giá trị lớn nhất max, đây cũng bằng A0 luôn. Đấy. Rồi. Sau khi đã khai báo cái biến minmax thì mình sẽ bắt đầu thực hiện một cái vòng lặp for. Mục đích của vòng lặp for này thì nó để nó sẽ kiểm tra những cái biến minmax này so với nó sẽ so sánh cái biến minmax này với những cái phần tử ở trong cái mạng A này. Đấy. Và từ đó thì nó sẽ tìm ra được cái giá trị minmax. Đúng không ạ? Rồi ok, đây sẽ là mình sẽ sử dụng một cái biến chạy y khởi tạo giá đầu trị ban đầu cho nó là bằng 0 và nó sẽ chạy đến n-1. Và đây đương nhiên sẽ là y còng còng đúng không ạ? Trong cái vòng for này thì chúng ta sẽ làm gì? À, trong vòng for này thì chúng ta thực hiện một cái câu lệnh. Đó là cái câu lệnh toán tự điều kiện, tức là gì? Ở đây mình sẽ viết, sau đó mình sẽ giải thích. Đây min bằng min, đây sẽ nó sẽ bằng này, mình sẽ viết trước sau đó mình sẽ giải thích sau đấy. Tương tự ở đây mình sẽ giải thích như sau. Cái dòng này là chính là cái dòng mà toán tự điều kiện, tức là gì? Cái giá trị min này nó sẽ bằng như sau. Lúc đầu tiên nó sẽ lấy cái giá trị AI này, nó so sánh với cái biến min này, đúng không ạ? Nếu như cái giá trị AI này này nó mà nhỏ hơn cái biến min, đúng không ạ? Thì nó sẽ cán biến min lúc này nó sẽ bằng AI, đúng không ạ? Còn nếu như cái biểu thức AI này này trong cái biểu thức trong cái dấu móc tròn này này mà nó không đúng thì nó vẫn giữ nguyên cái biến min, đúng không ạ? Đấy. Thì đó là cái mình giải thích cho cái câu lệnh này. Và tương tự với cái biến max, ở đây mình cũng gán AI mà lớn hơn max, lớn hơn cái giá trị mặc định A0 đây. Giá trị ban đầu mình đã khởi tạo cho nó, giá trị max. Thì nó sẽ làm gì? Thì nếu như nó đúng thì nó sẽ gán max bằng AI. Đấy, max lúc này sẽ bằng AI. Và nếu như sai thì nó vẫn giữ nguyên cái max. Đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái toán tự điều kiện này trong cái trường hợp này. Và sau khi viết được hai cái dòng lệnh ở đây thì mình đã tìm được cái giá trị min và max, đúng không ạ? Như lúc nãy mình đã nói thì mình đã tìm được min max. Rồi, sau khi tìm được min max thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh print để in ra cái đoạn đó. Đây sẽ là phần trăm F. Là đoạn chứa các giá trị của mạng, đúng không ạ? Và đây địa chỉ của nó sẽ là min và max. Tức là gì? Nó sẽ in ra, sau khi đã tìm được min và max thì nó đã sẽ in ra cái đoạn chứa các giá trị của mạng. Đấy. Đây là cái phần trăm chấm 3F đầu tiên này
thì nó sẽ là min. Đấy. Và cái phần trăm chấm 3F sau đây thì nó sẽ là max, đúng không ạ? Rồi. Thì đây là cái hàm mà để tìm đoạn. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Sau khi đã tìm được đoạn thì ta đi vào hàm main. Ở trong hàm main này thì mình cũng phải khai báo một số cái biến như sau. Đầu tiên sẽ là n, tức là số phần tử của mạng đấy. Tiếp theo là cái biến a, cái mạng a. Ở đây sẽ là mark đúng không? Rồi, ok. Sau khi đã khai báo được cái mạng rồi thì ta đi vào cái phần gọi cái hàm nhập mạng lại. Nhập mạng ở đây sẽ là a và n. Rồi sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng a n, đúng không? Sau khi đã được sắp là làm được cái hàm xuất mạng và nhập mạng rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái hàm mà tìm đoạn. Đấy, chúng ta chỉ cần gọi cái hàm đó ra thì nó sẽ tự động in ra kết quả, đúng không? Rồi, ok. Và thêm một cái câu lệnh get và return, đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái code trong cái chương trình này. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nó đã đúng chưa. Ở đây mình sẽ nhập với cái phần tử mạng, số phần tử mạng là 4. Mình sẽ nhập những cái số bất kỳ. Đúng ạ. Thì nó đã in ra cái khoảng cần tìm của nó là trừ 10 và 10, đúng không ạ? Đấy, như ta đã biết thì nhìn vào cái mạng có 4 phần tử này thì ta có thể thấy giá trị nhỏ nhất của nó là trừ 10 và lớn nhất là 10, đúng không ạ? Đấy, thì nó đã in ra cái kết quả chính xác, đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là cái bài tập dạy cách tìm đoạn chứa các giá trị ở trong cái mạng một chiều các số thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.